Ei, a mãe! A mãe! Ei, a mãe! What the fuck? Quên mẹ, thổi thôi. Để phòng thế giới bị phá hoại. Để bảo vệ hòa bình cho Minecraft. Au! Dẹp mẹ đi! Quên lại mẹ chứ. Nó có cái hiệu ứng lúc đấm nhau bữa mà. Ờ. Nghe chịch chịch, au! Đó. Là resort hay sao vậy? Ủa vậy hả? Ê, quên đó trời ơi. Quên đi vô trong nhà thấy hết trơn không nổi á. Thì đây là mình đẩy tiến trình nè. Tại vì mấy hôm nay hai đứa mình không có quay chung. Làm tùm lum la cho nè. Jenny thì lo đi chịch, còn mình lo đi làm. Bởi vì đâu có thời gian đâu mà làm gì đâu phải không? Đấy thì hai đứa mình không có nhiều thời gian nên cũng không có quay được, mình chỉ là làm sơ bộ đại khái thôi. Vô coi thành quả coi thằng kia. Ê. Vô. Cửa. Đó, có làm cái cửa đàng hoàng ha. Ồ. Đây khai thoáng thông thoáng đây ha. Đây là chữ bệnh. Chuẩn bị chị. Làm một cái gì đó to lớn ở đây. Ha. Yeah. Tiếp tục lại dưới đây thì mình có sửa lại cái chỗ đường trên. Lấy gỗ hả, kiếp chưa? À, bên đây là có nuôi hai con ngựa, ở đây trồng lúa, ha, trồng cũng được ít này, được một cục khoai tây, được có một cái khoai tây thôi. À, đồ còn thừa lại. Ở đây là phòng ngủ, ngủ ngoài tối, không phải có mấy giờ rồi, ngủ được chưa? Ngủ được rồi á. Ngủ được nè men. Ngủ. Ông ba à? Còn để bình yên không? Ờ hát còn đẹp điên. Ờ, tới mình điên đi chứ. Sợ creeper quá. Hiểu. Đây. Ow. Đấm xa dữ vậy. Đấm xa dữ vậy. Nha mà đâu thử em xa không. Ô. Amen đó men. Trời ơi trời. Bá đạo. Ồ, xa đấy. Tập này như tiêu đề thì mình sẽ làm những thứ như sau đó, làm lò nung của Tinker và lấy được obsidian mà không cần cúp diamond. Nghe hư thấu vậy. Rồi. 1, 2, 3. 5. Ồ. 5. Kìa. À thanh niên đi xa lắm rồi. Ồ. Này, ôi, bây giờ tôi sao này? Nhà tôi nấu cái đất kia nha. Ok. Rồi, ăn đó rồi. Ý, ui tí té. Ừ, đi nấu, nấu đi, nấu đi, nấu đi, ok. Có cái kim tự tháp này không biết tới chưa, có con cú kìa. Sỏi. Ây, 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 ây. Đi đầu cát nữa. Ây. Ở đây. Đây. Thì mục tiêu của mình sẽ là làm cái crow á. Cái số 5207 á. Crow. Okay. Cái này làm từ đất sét, cát với cả sỏi nó ra được hai cái này. Đấy, cái này cái nấu ra shear brick. Mày nói tiếng cơ gì bây giờ? Bây giờ đi đào cát. Nên. À có cách để cả đào cát nhanh mà quên. Đấy, em cái đuốc. Một cái đuốc. Không có gì xung quanh đây hết rồi. Có là tôi lấy hết rồi ông ơi. Ồ. Oh. Con cú kìa. Viết viết cú. Cú có lông chim ấy, lông cú. Ồ. Oh. Cú. Nó bay rồi, thôi kệ đi. Trời, nó chạy nhảy tuốt trên cây luôn. Nhảy tuốt trên cây luôn, có kim tự tháp này chắc nhảy tạm vô coi thử. Chưa bị đào nè. Ồ. Oh. Really? Ờ, chưa bị đào. Coi có gì không? Ngọc lục bảo. Tin in God với lại đây đống đồ. Tiệp thúi, Shadow game what? Kệ. Tiệp thúi không biết grab được cái gì không ta?
thì tôi quét được cái Phenom lung tung. À, có cần thì thúi. Thúi không cần á, thúi có nhiều quá. Hình như mình nấu thịt thúi ra làm máu. Nấu. Lạ. Web. Ôi wow. Cái vũ khí. Cái tí hồi đem về chơi. Cái gì thịt thúi chế vũ khí à? Không phải cái đâu ra thịt thúi chế vũ khí của tôi. Thì tí thôi. Tìm cách đi lên đây. Ú ngon. Đó là phát. Đâu cái gì không quăng ra ông nào. First edit. Ông làm. Nó quay kìa, nó quay kìa. Là trời kiếm gì vậy cha? Xàm xí vậy. Chị tư. Coi thử. Chặt nha. Bay mất cái mũ sao? Ui. Kiếm xàm à? Ủa sao chặt cái mà nó không có rớt cái độ bền thôi. Kiếm có 7 đam mà ông ơi. 7 đam. Nó cũng đỡ hơn kiếm đá rồi. À hả? Ông cũng như kiếm diamond á, kiếm diamond 7 đam mà phải không? Không. Wow, thôi kia nó lại. Ấy. Đi chết. Đi chết. Từ bỏ cái. Shit. Ok. Ô thành vàng luôn à. Ok, cái slot nó nhiều vậy. Đâu. Ủa phải lên sắt rồi mới lên vàng chứ nó lên hẳn vàng luôn á. Không, tôi làm sắt xong rồi cái mới lên vàng ấy. À. Ồ, nó đi ngủ đi. Ghê vậy. Ngủ. Nó nổ cho banh hàng. Bộ ở ngoài nhiều lắm à. Xịp nó rớt à. Có, thanh niên. Trời ơi, xịp nó rớt mà sao nó to là... vậy. À. Coi. 59% grip nè. Xem grip. Ai vô kêu lên mày. Ngay đây luôn. Anh không rớt độ bền luôn. Ủa đã nó không rớt độ bền. Mượn ơi. Không rớt độ bền, không thấy độ bền của nó. Có nè ba. Có không? Có. Sao đâu thấy đâu? Mấy cái kia vẫn thấy mà. Không bị gì rồi. Nó bị chém mất 4 phát rồi, 4 phát độ bền á. Ồ. Oh. Bị mất 4 độ bền rồi. Bị lắc gì rồi, chứ bị lắc rồi. Có, nãy mình bị con đó nó xong. Tao thề luôn. Đó. Ấy nữa. À, mấy cái... mấy cái đất này, ê mấy cái đất này thì đào bằng sẻn thôi. Tôi thấy đào bằng gì nó cũng ra nhưng mà nó bị hên xui á. Nên mình kiếm clay tí đã. Mấy con quỷ kia nó vẫn ở trên. Cát đi, cứ rảnh đi đào cát thêm đi. Ừ. Đây. Bây giờ mình làm cái compet hồi máu đi hả? Còn vàng không? Không cần vàng, không cần vàng. Ồ, không cần vàng à? Ờ, con pet hồi máu này nó cần... Ủa má, mấy hồi gì ghê vậy? Đó, tôi sẽ đổ lava vô trong cái lò đó. Quên mất cách làm rồi. Con pet hồi máu này cần hoa. Hoa hòe đâu, coi. Hoa. What the fuck? Con pet tên gì vậy? Nó có hình trái tim á. Kiểu nó hồi mình cầm nó lên là hồi máu cho một nhóm gần. Hồi như chắc hoa gì cũng được. Hết group regen à. Ờ. Nó dùng diamond với cả ngọc hộp bảo. Ngon. Hồi máu cho nhóm luôn, đỡ. À. Ông làm xong kia chưa? Hay là phải cho đứa nào vô nữa? Cho nước vào nữa, từ để tôi múc thêm 2 xô ba nữa. Rồi bạn crap rồi. Làm này. Này. Hoa ta chế obsidian mà, what the fuck. Nó bỏ vô đây.
Con này nó ăn gì đây? Puppy. Vậy là con này làm sao mà cho nó ăn được không biết nữa. Tay xanh. Cái túi tay xanh này là gì ta? Làm dụng cụ hả? Công cụ hả? Nó thích ăn hoa này. Cái túi tay xanh này là gì em? Cái này để đây được không? Cái này chứa đồ được à? Sao cho nó ăn được? Nó ăn hả? Để coi nó ăn gì? Nó ăn hoa màu đỏ hả? Hoa màu đỏ này nè, poppy nè. Chừng nào nó hết thì nó ăn thôi mà. Ủa vậy hả? Ông bấm chuột phải rồi. Rồi. Bấm rồi đó. Hồi máu 3, 1 phút. Quá là khó. Ý, té. Ôi, mình để cho té nè. Ý, no. Đồ, đi mẹ đồn. Chửi luôn rồi. Nguyên nhện luôn ba. Ý, đừng lại gần, nguyên con nhện luôn ba. Má hết hồn luôn. Đập vất. Ý, con. Con đó hình như tuần hóa được rồi phải. Con cá chà bạc. Cá chà bạc. Ở trên. Thì, sao? Ông chui xuống đây nhanh vậy? Vợ ăn cá chà bạc ghê thiệt chứ. Ê, bậy rồi. Yeah. Làm cái đường đi lên. Hết hồn luôn. Nó cái mặt tôi căng như chưa giờ được căng luôn á. Không làm tôi liệu luôn. Chà bạc bị đâu đây trời. Ôi thương cá chà bạc. À, đó là dung dịch của Obsidian này. Thì mình sẽ đổ nó ra. Đó. Ồ. Là bà thôi. Làm thanh niên chọn cái cổng để làm chỗ địa ngục đi. Hồi nãy ta đi qua địa ngục chơi nè. Ok, có một con bự là bự dưới này. Xây. Quên. Xây tên là gì đó? À? Thôi. Ê. Cảm ơn. Ồ, mình thuần hóa được con xây này với 7 cái enderpearl. Enderpearl thật kỳ. Ờ, 7 enderpearl nó bự lắm luôn. Nhưng mà phải có 7 cái enderpearl mới được. Nhưng mà thôi kệ đi, chắc chỉ tạm thời giết nó được, không cần thiết. Có vụ thuần hóa. Mong đừng chết. Búp cái máu lên. Ok. Cầm cái kiếm lên. Hát chuyện thành. Đi ngủ không ơi, cho trời sáng đi. Ngạo. Ôi nó. Thì có đánh mà nó không có chạy lại mình. Giờ đây tôi biết cái tiếng bự đó từ ở đâu tới rồi. Ở dưới đó. Nó nè, con này nè. Đâu? Có cái mặt nạ heo sắp tèo rồi. What the fuck? Ở dưới kia kìa, ở dưới kia là con si quái quỷ gì đó nữa thì ở dưới đó mới. Con đó mình giết hàng để thu phục men. Sao không được? Nhưng mà nó đánh được á. Ê. Ôi nó hút kìa. Ồ vải hút. Ôi nó ngớt ra hắt bị thạch luôn. Kinh dị. Con gì đằng kia nữa kìa. Từ từ. Đâu rồi, cái kia đâu rồi? Con cá chà bạc. Có cái lá chà buồn nữa không á? Chubacaramid. Ồ, dưới đây sắc quá trời luôn. Yeah. Sắc quá trời luôn. Nữa. Oh shit. Ăn máu kìa. Còn ăn không? Ôi ăn cái này nó không hồi máu ra. Búp thêm cái nữa cho hồi máu. Ông đâu rồi? Lại búp cái coi. Ok. Đi tiếp. Tôi thấy ông bị hồi nách. Hồi cái. Cái con đó nó làm tiếng đúng không? Ủa châu thế. Rồi nó bay xuống dưới luôn rồi. Xong kiếm. Mày chết đi. Đó là gì vậy? Ồ, phát hiện nạt luôn, khỏi cần tìm nữa. Khỏi cần làm. Được 13 luôn hả? Đúng chuẩn là hôm nay đâu có xài cướp kim cương đâu. Hôm nay vậy là đủ rồi. Phải làm. Hết phim. Đâu rồi, giờ đi làm cái cổng địa ngục ở đâu này, chúng ta đi xuống địa ngục. Ồ, xuống dưới đây chơi, xuống dưới đây, ông đâu rồi? Ờ,
đây. Xíu đây chơi. Có cái gì nè? Có cái gì vậy? What the fuck? Cái gì lạ vậy? Ông có đuốc thì ông cầm đuốc luôn theo luôn đi. Cầm hai kiếm. Nè, cầm đuốc nè. Rồi. Hết rồi. Oh shit. Ê. Ê, sắp chết rồi. Bị thúi. Rồi hồi máu kìa, đang hồi máu kìa. Ok. Hết đuốc rồi. Cái gì vậy? Ô, oh, làm được luôn á hả? Con gì vậy? Làm được con gì mà? Black corn, so slow time. À, rồi. Rip. À, không sao đâu. Ôi má ơi. Chạy rất là chậm. Hồi máu. Hết thức ăn rồi. Từ. Chờ đã. Slow time nó ăn cái gì đây? Nó obsidian nút. Trời ạ, nó ăn obsidian đó trời. Ăn gì tham gì vậy? Còn đi, còn đi tiếp nữa. Có quyết định đi tiếp không? Để tôi làm cái nó hết rồi, nhìn nó có nhiêu đây thôi hả? Ôi chụp. Holy shit, nó mạnh quá. Ở đây nó có một cái đá spawn nè. Chờ tí. Bỏ kê đạp đào tí đã. Hết rồi. Ok. Rồi, cái đống gỗ. Ủa cái này là gì vậy? Đã đỏ à? Không, một cái gì nữa. Không, xong rồi đó. Hết rồi. Bỏ hai cái đá. Đâu hết cái đầu. Đè đây đây. Ơ có cái gì nữa này. Đảo này được cái gì đây? Nitre là làm được cái gunpowder. Là cái gì đây? Làm được cái vô dụng. Làm cái này, lấy cái này được gì ta? Cái súng, cái này làm gì? Mày dùng để nấu hả? Chả biết. Cứ tu tập về đi. Holy shit, được con bét. Legion. Đã. Ê, có cái tiếng cái con gì ở đâu đây? What the fuck? Ở kia, kìa. Go, ê, có con gì á? Để chạy lại coi thử. Ủa làm sao đi qua được hướng đó được vậy? Đây nè. Phía trên nè, trời. Ê, hết hồn, hết cơ. Sao ba còn nhiều thức ăn vậy? Sao đập này lâu vậy trời? Biết có bao nhiêu cái nữa. Gác đá. Ủa đập ra nguyên khối luôn. Ồ, gần đây có cái tiếng nghe cái tiếng con gì á ông ơi. Kìa, có cái tên nè, tên nó đằng kia kìa. Tôi đặt ngược lại này coi. Cẩn thận nó trưởng cho cái nổ có đùng, hai rip hai có đúng không, cắm đi. Rồi, đang cắm giữa đường. Rồi. Hả? Tên nó ngay đây rồi. Ê ông ơi! Ông ơi! No! What the fuck? Sao muốn đi? Ôi chết ai nữa mà sao đẹp vậy? Để làm lại đâu. Ô oh, hai con pet. Nó rơi xuống lava xong rồi mình mất chân đồ luôn á mọi người. Nên nên vậy. Holy shit. Ờ trên đây còn. Trên đây. Ờ à cái này. Cái này. Tại sao? Yeah. Còn cái phòng thân. Ok, vậy là mình kết thúc tại đây đi.
Ồ đen phải nồi. Nó cần chạy lại ngó phát cuối không ta? Ngó đi. Chạy lại ngó phát đã. Well. Ê, ông cái gì? Trời, thiện con nào vô nít liền. Ôi, mất con Bradley gần. Bradley gần có thể nói xong đã đang điên nói vậy. What the hell? Ờ, vừa nãy mà cầm cái con vết hồi máu không biết nó hồi kịp máu không ta. What the fuck? Có con gì? Có con gì ở dưới kìa? Trời, cái tay không đấm đá luôn. Đập phổi, đập tiếp. Đang đập cái bên này nè. Actress. Ui. Nhiều thứ ngộ lắm dưới đây lắm đúng không đây? Ngộ. Cái cây đấm đá. Lầy vãi tay không đấm đá. Ơ, đồ nó không bị. Cái kia nó không bị mất. Ông lượm được. Đó, ông lượm được kìa. Của tôi nó tưng ở đâu á? Ê. Lên đây vứt cho tôi rồi chết ông ơi. Ê. Quay. Nè. Ủa, hai cái luôn. Ủa, ngon. Ủa, còn gì nữa? Hai cây này đủ rồi, cần gì nữa? Không cần. Con bé rồi. Con bé không sao đâu, chui lên trời tìm lại. Ôi, con bé ly gần đó men. Ê, 13 à. Nó còn cái cúp là còn tất cả, mình sẽ tiếc mỗi cái cúp thôi. Đặt xeo. Ê, chết mình thôi ba. Đó. Ai, lên. Lên. Sắp chết rồi. Má thôn quá. Sao vẫn còn hai cái đuốc này? Tôi đi lên. Bắn chúng à? À. Ok, tập này của mình cho hai chúng mình kết thúc tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay thì đừng quên để lại cho hai đứa mình một like, một chia sẻ video của mình. Yeah. Để không bị bỏ lỡ những cái video về series này hai chúng mình. Obsidian nè. Thì đó. Mất hết. Hồi nãy công cầm lăn cục luôn á men. Wow. Ồ, mình hình như mình hết sắt luôn hay gì rồi. Đấu sắt còn đống mà. Đấu cầm theo đâu? Tôi cầm theo. What? Không cầm theo sắt là cái gì? Không cầm theo là cái gì? Wow. Làm được một cái show nữa kìa. Ok. Tập này mình sẽ tạm biệt tại đây. Bye bye. Bye bye.